Sáng nay vô cái là xe là nó ngập hết. Gần như là đêm qua nếu mà ai di chuyển từ cái lúc cái đoạn mưa đó là không thể nào qua được cái đoạn này hết. Thường là xe đa số xe chỉ là ngập nước, ướt lọc gió, bugi thì mình kiểm tra là mấy cái phần đó xử lý. Nhưng mà nhiều người người ta khách hàng, cái người sử dụng xe người ta không biết, người ta cố chạy qua cái chỗ mà nước ngập á thì cái tình trạng máy móc nó sẽ hư nặng hơn.